Sau việc mừng tuyển Việt Nam thắng, bức xúc vì Thái Lan đã thu bạo. Tối ngày 5 tháng 6, đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trong khuôn khổ Kids Cup 2019. Nhờ bàn thắng ở phút cuối của tiền đạo Nguyễn Anh Đức, đội tuyển Việt Nam hạ gục đội chủ nhà để vào chung kết. Trong trận đấu, đội tuyển Thái Lan khiến cổ động viên Việt bức xúc khi sử dụng lôi đá bạo lực. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, nhiều sao Việt đã thể hiện niềm vui hân hoan trước chiến thắng của đội nhà. Trên trang cá nhân, Hoàng Bách viết, dù kết quả trận đấu có thế nào thì vẫn có thể coi đội Thái Lan đang hoàn toàn ở dưới đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam. Hoàng Bách phản ứng trước lối đá thô bạo của đội bạn. Sự xấu xí trong lối chơi từ đầu trận chỉ nói lên sự bất lực và yếu đuối của họ. Có lẽ họ hoàn toàn cảm nhận được rằng đối thủ ưa thích hơn trong 20 năm của mình đang thực sự ở tầm cao hơn. Quốc Trường mặc áo đỏ cờ sao vàng xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Nam chiến viên cho biết, bàn thắng của tiền đạo Anh Đức vào lưới Thái Lan ở phút cuối khiến bản thân anh vỡ òa, cảm thấy thương và lo lắng cho các cầu thủ khi gặp đối thủ đá rắn và thô bạo. Hoàng Trung niềm vui trước chiến thắng của đội nhà. Khách sĩ Quang Dũng hào hứng chia sẻ, Việt Nam đã thắng rồi, 1-0. Diễn viên Lê Phương, dù đang mang bầu vẫn theo dõi trận đấu căng thẳng, thể hiện niềm vui khi tuyển nhà loại đối thủ nặng ký khỏi giải Kids Cup 2019. Nữ diễn viên đăng hình cười tươi bên bàn diễn thành thức với dòng chia sẻ sau trận Việt Nam, Thái Lan đăng tấm hình thay tâm trạng, ai hiểu không? Trên trang cá nhân, MC Thành Trung thể hiện sự thỏa mãn với kết quả trận đấu. Diễn viên Hùng Thuận lại mong tuyển nhà hạ gục đối thủ với tỷ số đậm đà hơn. Anh hài hước viết, em là không hả già lắm. Hồ Bích Trâm bày tỏ niềm vui, Việt Nam thắng rồi, phút cuối vỡ òa, sướng gì đâu. Ca sĩ Minh Quân là fan cứng của môn thể thao vua. Sau trận đấu diễn ra, anh cho rằng Thái Lan có lối chơi xấu xa và thô bạo. Thái Lan mạnh, chơi máu lửa nhưng đá xấu. Có nhiều tiểu xảo như cú tát vào mặt của Văn Hầu hay đá thẳng vào hạ bộ của Công Phượng. Đây là lỗi thô bạo và xấu xa của cầu thủ Thái Lan. Trọng tài quá nhẹ tay với những lỗi nặng như vậy, nam ca sĩ Hà Nội chia sẻ trên trang cá nhân. BB Trần Ngô Kiến Huy, Liên Tịnh Phát và Xuân Phạm đã hẹn nhau cùng theo dõi trận đấu, địa điểm tại công cộng. Sau pha ghi bàn của Anh Đức, Xuân Phạm đã đăng video đám đông nhảy múa ăn mừng. Sau đó cựu thành viên 365 chia sẻ dòng trạng thái, Lẩu Tôm Dung đã bị mắm xé bản tin rồi, còn gì nói nữa. Cùng lúc đó, BB Trần cũng tỏ ra bức xúc vì lối chơi thô bạo. Một lần nữa Thái Lan lại thua, nhưng phải công nhận chơi dư quá, không phải chơi nữa mà như đánh người luôn. Đồng Nhi, Đại Nhân, Trịnh Thanh Bình đều bày tỏ niềm vui khi đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ ở phút chót. Nổi lửa lên anh em ơi, hơn 30 nồi bánh chưng rồi, vẫn còn hân hoan lắm Việt Nam ơi. Thắng Thái Lan rồi, Việt Nam vô địch là những lời chia sẻ đầy cảm xúc của các sao V-pop. Á hậu Huyền Nghi từng nhiều lần thể hiện tình yêu cuồng nhiệt dành cho bóng đá trên Instagram của cô. Cô đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Anh Đức đánh dấu ghi bàn cho Việt Nam. Kids Cup là giải đấu giao hữu được tổ chức hàng năm tại Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam từng đặt hạng 2 giải bóng đá thuộc Kids Cup năm 2006. Năm nay Kids Cup có sự tham gia của 4 đội tuyển bóng đá gồm Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao,